Quần đảo Trường Sa, nơi đó có những chiến sĩ, trong đó có cả những người con quê hương Thái Bình đang chắc tay súng bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, giữ bình yên cho nhân dân vui Tết đón xuân. Mời quý vị và các bạn cùng đến với Trường Sa qua phóng sự sau. Năm nay là năm đầu tiên chiến sĩ trẻ Phạm Đức Sĩ, quê ở xã Thụy Hưng, huyện Thái Thụy, đón Tết xa nhà tại đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Mặc dù mới ra đảo làm nhiệm vụ và được đón Tết tại đảo, nhưng với Sĩ, đây là niềm tự hào không chỉ cho bản thân mà cả quê hương. Em cũng rất tự hào khi được sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Thái Bình. Và từ năm nay là năm đầu tiên em ăn Tết xa nhà và cũng năm đầu tiên em ăn Tết ở trên đảo. Và em hứa quyết tâm sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Không khí đón Tết cũng đến từ rất sớm. Tết với chiến sĩ trên đảo cũng đầy đủ như trên đất liền. Nào các hoạt động vui chơi thể thao, mổ lợn, thi gói bánh chưng, rồi đến chuẩn bị mâm ngũ quả dâng lên ban thờ Bác. Các chiến sĩ cùng dành cho nhau những tình cảm, lời ca tiếng hát và những lời chúc tốt đẹp nhân chuẩn bị bước sang năm mới. Mặc dù là ngày Tết, nhưng các chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa luôn không quên nhiệm vụ. Ngoài những phút thư giãn, mỗi chiến sĩ đến từ mỗi miền quê khác nhau luôn ý thức rằng họ đang được thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc để mọi người, mọi nhà đón một cái Tết an vui. Em chúc mừng tất cả mọi người năm mới 2018 vui vẻ, mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng. Chúng tôi, cán bộ chiến sĩ đang đóng quân trên đảo Nam Yết thuộc quần đảo Trường Sa, kính chúc nhân dân cả nước và bà con nhân dân Thái Bình, quê hương Nam Tấn nói riêng lời kính chúc sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Cán bộ chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp và các lực lượng đóng quân trên đảo Nam Yết xin hứa với đất liền chiến đấu anh dũng, chủ động hiệp đồng, khắc phục khó khăn, giữ vững chủ quyền. Nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018, quân